Are we ready? Everyone here? Okay, we can get started, I guess. Hello. Good evening. Almost the end of the 4chi already. One more lecture tomorrow night, and that's it. And Saturday morning, we are trying to arrange to have our Korean sanghans conduct the Pure Land recitation for us. Sáng thứ bảy, từ 8 giờ đến 10 giờ. So we look forward to it. Spread the word, because then we have Venerable Bom Hyun and Venerable Cha Wu do the ceremony. Mời quý vị tới tham dự. Let's see. What else? Any other announcements? And then the Chanchi begins in the evening of that Saturday. Rồi cái thiền thất bắt đầu tối thứ bảy đó. Okay. So we have the afternoon to go and do our stuff. Then chiều thứ bảy chúng mình rảnh để mà muốn làm gì làm. Do your laundry, shave your head or whatever. Go to the barber shop or something. Giặt rửa tắm gội. Okay. And we'll be doing 3 weeks of chanchi. Làm ba tuần. So how are you doing? Quý vị tu hành ra sao? Great. Okay. Any questions? Any problems? Ai thắc mắc có ý kiến thắc mắc gì không? Someone asked me this morning. Sáng nay có người hỏi thầy. Says the fact that we teach you a couple of ways to recite the Buddha's name. Cũng luyện cái vị hai cách. Để mà luyện niệm Phật. One is to what I said recently is to pay attention to the sound you're making. Pháp đầu tiên mà thầy mới dạy ngày hôm qua là chú ý tới cái lắng tai nghe cái âm thanh của mình. Just pay attention to your own sound. Okay, and that's one way. Đó là một cách. With that, you can go very, very far. It's called the One Yin Dharma Door Buddha Recitation. Đó là phương pháp quán âm niệm Phật. Okay. And in the future, there are some people who will go into retreat for years. They probably will be able to do that. Trong tương lai, có người ta nhập thất niệm Phật thất nhiều năm trời. Có thể tụng pháp môn, luyện pháp môn đó. It is chosen to be one of the best methodologies for meditation by Manjushri Bodhisattva. Đó là một phương pháp mà ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chọn là một pháp môn thích hợp nhất cho cái quả ta bà này. In the future, we probably will have people stay at the Lu Mountain Temple and just concentrate on reciting the Buddha's name in order to either attain rebirth or become enlightened. Trong tương lai, cái lưu sương tự này, cái nơi, cái địa điểm sẽ có những người ở đây chuyên môn tu, could be lay people, could be loved from people, tại gia hoặc xuất gia, tu chỉ tu niệm Phật. Để tìm kiếm cách bản sanh và tìm phương cực lạc hoặc là đắc giác ngộ. Okay, so that's the future. This is why we're gonna in the future, Lu Mountain will be the place where we have a lot of. It's still very hot outside, xin rồi. Yeah, it's still in the 80s outside. Opening is not going to help. We'd rather have the AC and have the fan here. Thank you. All right, so the question has something to do with
the second method, where we teach you to recite to your navel. Rồi câu cái thứ nhì là phương pháp như vậy, chúng tôi dạy quý vị từ lâu rồi là niệm Phật nha, tới cho lỗ rũ. Nó nghe, chú ý tên lỗ rũ mình niệm Phật. You pay attention to your navel while reciting Buddha's name. Okay. And so the question had to do with someone who is very well read very well read said that if you recite the Buddha's name and pay attention to your navel, isn't that an attachment to the navel? Thì có người hỏi, người chuyên môn mọt sách ta hỏi là nếu như mà niệm Phật mà chú ý là cái đan điền nó lỗ rúng đó thì không phải là mình chấp vào cái lỗ rúng là sao? And so that's the question. Does anyone have any ideas? Người ta hỏi như vậy. If you pay attention to the navel, we recite the Buddha's name, aren't you attaching to your navel? Are you creating an attachment to the navel? Okay? Phải không? Câu hỏi phải như vậy không? Okay? So, what do you think? Quý vị nghĩ sao? You wise people who have been practicing at Blue Mountain Temple, what is your opinion? Những người đã tu là lưu sơn tự khá lâu rồi, cả tuần rồi. You almost practice it for a week already. What is your opinion? Yes. I feel that that's just methodology. So if you're taught properly, you're not going to be attached to the methodology because it's just a method to get something. But regardless, you're attaching to your navel. You're creating an attachment right there. Mình đang tạo một cái mình đang chú ý một cái chấp phần vào cái đan điền của mình và cái pháp môn nó là bị kẹt hay không? Anyone? Isn't that creating an attachment? Tạo một cái chấp trước về cái đan điền là không? Attachment to the navel. Yes, sir. When you're creating an attachment, that's what he's saying. He says that you pay attention, you're creating more attachment to your navel. Yes. Aren't you creating any more attachments? He says, no, he's not creating more attachment because you've been attached already. How do you know you've been attached already? That may not be true. Chưa chắc là quý vị đã trước chấp trước. Có nhiều người ta nói trước giờ tôi sống rất là thoải mái, đâu có biết lỗ rúng là cái gì đâu. Bây giờ thọ lỗ rúng, thọc vào lỗ rúng, rồi bỗng nhiên chấp trước vào lỗ rúng. Yes. No. No questions. No answers. Không ai có ý kiến gì hết hả? Yes, sir. Okay, he has a point here. Here's what basically what happens. A lot of people read books. Những người đọc sách, okay, and they don't realize that the books cannot give you all the information. Sự thật là sách vở không có đủ tất cả tài liệu cho quý vị tu. It's not possible to describe everything for you in the books. The Buddha lectured for 50 years and the patriarchs and the bodhisattvas have been lecturing for thousands of years and it's still not possible to describe everything for you. Thì thật là Đức Phật dạy 50 năm xong rồi Phật Bồ Tát hiện xuất thế rồi dạy mấy ngàn năm, mấy triệu năm rồi.
cũng không cách nào mà diễn tả hết, dạy hết tất cả cho quý vị biết được. It's not possible to know everything from reading. Không cách nào đọc sách mà biết được hết. Because the book teachings are designed for some purposes. Cái sách trong sách đó, number one is to give you some introduction. Thứ nhất là để cái tờ liệu giới thiệu cho quý vị biết về cái pháp. Okay. In particular, it introduces you to the end result of the practice. Cái quan trọng nhất là trong sách vở nói cho quý vị biết cái mục tiêu tối thượng mình là cái gì. So the books are supposed to describe to you this thing called the Buddha fruition, the Bodhisattva fruition, and so forth. Cuốn sách đó, chỉ giảng thì bị biết cái quả vị của Phật là ra sao, cái quả vị Bồ Tát ra sao, quả vị A-la-hán ra sao thôi. That's what it does. Yes? You read those. Venmo Chang Wu, you read those, right? The Buddha is supposed to enter Nirvana, and Nirvana is going to be like this. And Arhat is going to enter his own Nirvana, and Nirvana is going to be like this. A Bodhisattva will have a certain level, and this level will be like this. That's how it does. Okay? But to go from where you are today to those fruitions, it's a lot of information is not written down. Nếu từ cái chỗ mà quý vị đứng ở ngày hôm nay, quý vị cái trạng thái vị ngày hôm nay, cho tới cái quả vị của Phật, quả vị Bồ Tát đó, nó không có những cái chi tiết, có rất nhiều chi tiết quý vị không có biết. Because it's not possible to describe everything to you. Tại vì không thể nào mà giảng hết tất cả những cái pháp, những cái chi tiết cho quý vị được. It's not possible. The lime juice, thank you. Yes? Okay. So there are a lot of people in this Dharma ending age, cái thời buổi mạt pháp này, có rất nhiều người. Okay, especially the Vietnamese and the Chinese, nhất là người Tàu, người Việt Nam đó. I met so many of them who love to read books, họ rất thích đọc sách. And they read all the books on Chan, họ đọc biết bao nhiêu sách về thiền. Okay. In particular, they read books on Pure Land. Họ đọc sách về tịnh độ. I give an example as a digression, because today we're talking about Pure Land Dharma Door. Cho vị một cái ví dụ về mình nói thầy, trước khi mà thầy tiếp nói nếu tiếp thầy nêu ví dụ về pháp môn tịnh độ. If you investigate the Pure Land Dharma Door, nếu quý vị đọc về cái nghiên cứu về cái pháp môn tịnh độ, there's some books about it, có nhiều sách về đó. There's some sutras and some materials on the Pure Land Dharma Door. Có những cái tài liệu về cái tu pháp môn tịnh độ. Okay. So I remember when I first started, lúc thầy bắt đầu, my masters, disciples, some monks. Một cái lúc thầy bắt đầu dạy đó, thì có một vài đệ tử ngài Trân Hóa đó, they said that someone asked me a question because of that monk's teaching. He says, if you do not hold the five precepts, if you not keep the five precepts, you cannot attain rebirth to the Pure Land. Thì ông sư đó ông giảng đó, là người ta tới hỏi thầy, ông sư đóng giảng với thầy với con á, là nếu như mà không giữ ngũ giới không thể nào đắc vãng sanh được. Okay, is it true? Đúng là không đúng? Yes or no? The truth of the matter is that that statement comes from the Pure Land materials in the aiding practices in order to attain rebirth to the Pure Land. Đó trong cái tài liệu về cái tình độ yếu khuyết
mà tu pháp môn tịnh độ. Thì họ nói cái vị mà muốn đắc vạn sanh phải có tu những cái pháp trợ đạo. Ok. The Jingdu something you heard of that, right? The Yao Fa, something like that, that explains their true something assisting practices. Choosing. So he says, if you really are serious about attaining rebirth, you need to keep the five precepts. Cái trong cái phần mà tài liệu nói về pháp môn tịnh độ đó của người Tàu đó, ta nói là nếu quý vị mà thiệt sự muốn đắc vạn sanh thì phải trì ngũ giới. You have to keep the five precepts. This is from the Pure Land materials. Anyone said read that before? Ai thấy cái đó chưa? No. It is actually a Pure Land document. Be pure in material. Đây thực sự trong cái tài liệu của tịnh độ tông. Okay, so that person asked me, Master YongHua explained that to us. Okay, is it true? Thằng người tôi hỏi như vậy, con tới chùa Ngài Thiên Hóa, đệ tử Ngài Thiên Hóa giảng như vậy. Ông sư Ngài Thiên Hóa, đời họ Hằng giảng như vậy. Có đúng là sao? And I said, that is correct. Cái đó đúng. Because it's based on Pure Land School material. Cái đó đúng. Tại vì đó tài liệu của tịnh độ tông. It's true. Okay. At the same time, it's not true. Nó cũng không đúng luôn nữa. Why not? Yes? It's true, and for some people, for some reasons, but it's not true for most of the time. Because if you have to keep the five precepts, most of us will not make it to the Pure Land. Nếu như quý vị thực sự mà ai không phải giữ ngũ giới thì đại đa số chúng ta không ai đắc được vạn sanh hết. Because we break precepts, the five precepts left and right. Tại vì chúng ta mỗi ngày phạm ngũ giới là loạn cào cào hết. Yes or no? As a monk, I break the five precepts every day. Ông sư này mỗi ngày là phạm ngũ giới. Don't ask me which precept, okay? Đừng có hỏi thầy cái giới nào, okay? All you need to know is I break the five precepts every day. It's true. Okay, cái pháp ngũ giới nó khó giữ. It's very difficult to maintain, to keep the five precepts, and it's. So most of us break the five precepts. Ai cũng phạm ngũ giới. Okay, con của Quang Ngân. What's the one precept that everyone breaks? Most of us break. Telling the truth to your husband. nói sự thật cho chồng nghe. To your wife. Yes. No problem. No problem at all. Telling the truth to your mom. Cái tội không nói dối. Cái giới không nói dối. Yes. Telling the truth to your customer. Nói sự thật cho khách hàng của mình. So funny, huh? Huh? Telling the truth to your boss, nói thật cho ông sếp mình, no problem, no problem, huh? So we break the precepts, the five precepts, so often. How can we expect to attain rebirth? Nếu mình phạm giới, sao mình đắc vạn sanh được bây giờ? And yet. Why is it the Buddha says you recite the Buddha's name, you attain rebirth? And tại sao có phần khác Đức Phật nói là quý vị mà niệm Phật tam muội thì sẽ đắc được vãng sanh? The Buddha said you enter the Buddha recitation samadhi.
you attain rebirth when you die. So contradiction. Sự thật là cái tài liệu nó có sự mâu thuẫn ở trong. Okay. In all materials, there are always contradictions. Why is that? Tại sao như vậy? Because the Buddhas and Bodhisattvas are wishy-washy. Có phải tại vì Phật Bồ Tát là ba phải không? Lúc thì có, lúc là đúng, lúc là sai. Oh what? Wishy-washy, meaning sometimes yes, sometimes no. Yes? Master, because there's 84,000 Dhamma doors, so it has to be broad enough to encompass all of that. It turns out that there's no single solution for everyone. Sự thật là không thể nào là có một cái pháp môn cho tất cả mọi người. It's not possible. Okay? And so why did the material say you need to keep the five precepts in order to attain rebirth to the Pure Land? Tại sao có người nói, nếu như nói rằng là quý vị phải cần giữ ngũ giới mới đắc được vãng sanh. It is true. If you keep the five precepts, you have very good chances to attain rebirth to the Pure Land. Sự thật, nếu quý vị mà giữ được ngũ giới thì quý vị cái hy vọng rất là cái cơ hội quý vị mà đắc vãng sanh nó rất rất là cao. It's very very high chances, very high probability. Yes. So materials, that material in the teachings that are Pure Land is geared towards the people who practice, let's say, at Lu Mountain Temple. Well, it's a bad example. It is a bad example, yeah. Since the master here breaks the five precepts all the time. What it's meant to say is that for those who try to attain rebirth, to cultivate and try to attain rebirth themselves, they need to keep the five precepts. Có nghĩa là những cái người mà mình muốn mình tu để đắc vãng sanh thì cần giữ ngũ giới. In other words, nói cách khác, if you practice the Pure Land, you recite Buddha's name all day and for many many years. Nói cách khác, quý vị là người niệm Phật, tu pháp môn niệm Phật ngày đêm đã bao nhiêu năm rồi. Okay, and you find yourself not being able to keep the five precepts. Mà thấy mình giữ ngũ giới không được. What does it mean? What does it tell you? Yes. The practice is not going well. You better change profession. Stop selling. Stop lying to your customers. Có nghĩa là quý vị tu không xong tới nơi rồi. Là phải đổi cái nghề, không để được buôn bán, không được lừa gạt khách hàng mình nữa. It means that you cannot possibly expect to be able to attain rebirth if you keep it up. Có nghĩa là nếu như sách vở nói như vậy, Phật Bồ Tát dạy như vậy, có nghĩa quý vị cứ tiếp tục sẽ khó đắc vãng sanh. That's all it says. Is it clear? That's all it says. That refers to the people who are zi li. Người tu tự lực. The Pure Land Dhamma door has two parts, zi li and ta li. Cái tình độ tông nó khác ở chỗ mấy pháp môn khác là tình độ tông nó có tự lực với tha lực. What's special about the Pure Land Dhamma door is that you have self-help
and others' help. Self-power or others' power. So if you say that, I don't want anything, I don't want anything, I don't want someone to tell me I feel I can do it myself, then you need to keep the five precepts very purely. Nói cách khác, nếu cái vị nghĩ rằng ấy, không cần muốn ý lại ai hết, chỉ muốn tu mình thôi, tự đắc vãng sanh lấy, thì phải cần giữ ngũ giới. Then you have, definitely have to keep the five precepts. Okay? Is that clear? That's all it means. Có nghĩa như vậy thôi. On the other hand, the Pure Land Dharma Door also says you can also depend on others' power. Ngược lại, cái pháp môn tịnh độ còn có nói nữa là quý vị có thể ý lại vào cái tha lực để mà đắc vãng sanh. You can rely, depend on all this power to attain rebirth. And if you depend on all this to attain rebirth, okay, then you don't necessarily, unfortunately, I have to tell you this, which I hate to do it. Nếu quý vị dùng tha lực thì quý vị thì phải thú thật là thầy cũng thích nói chuyện này. Is that you don't need to fight, keep the five precepts. Thứ thật mà quý vị mà ý vào về tha lực thì đâu cần ngủ giữ ngũ giới đâu. Okay, it will remain just amongst ourselves. Cái này cái bí mật mà mình giữ với nhau thôi, không muốn chia sẻ với ai biết. Agree? Is that clear? Why is that? What is the basis of that? What are the facts? The facts are that the patriarchs, the materials on the Pure Land records of rebirth of the Pure Land, they said that animals attain rebirth. Meru Shi Yun says, you know, his some Chan masters, tiger attain rebirth to the Pure Land. Chickens return attain rebirth to the Pure Land. Cats attain rebirth to the Pure Land. I assure you, cat cheats on their spouses. Thì trong cái tài liệu cái kỷ lục what's the Vietnamese for that, the record, it seems that I'm the only one who reads at this temple, no one reads. Không mình thầy đọc sách thôi, không ai đọc sách ở chùa này hết. Chi lu. Chinh du quảng sân chi lu, something like that. Chinh du quảng sân chi lu. It says the record of the people who attain rebirth of the Pure Land. You heard of that before? Nghe chuyện này chưa? Quảng sân chi lu. Rebirth, record of rebirth of the Pure Land. It says, animal attain rebirth, official attain rebirth, kings attain rebirth, women attain rebirth, men attain rebirth, children attain rebirth. Okay? And those are proof. They're actually a record, documented rebirth to the Pure Land. In the history of the Pure Land Dharma Door. And most of those people don't keep the five precepts. Sự thật là trong cái ký lục của mấy cái người đắc vãng sanh về Tây phương Cực Lạc đó, mà người Tàu ta thâu thập được đó. Nhiều người lắm, đủ hàng người hết đó. Quan cũng có này, vương phi cũng có này, hoàng đế cũng có này, tướng cũng có này, ăn mày cũng có này, mèo cũng có này, chó cũng có này, cọp cũng có này, gà cũng có này. Mấy người đó họ đắc vãng sanh mà họ đại đa số là không có giữ ngũ giới. It's a fact. Okay? Because they attain rebirth by depending on others' power. Đó là họ đắc vãng sanh tại nhờ cái tha lực chứ không phải tự lực. Yes? In other words, what is self-help? Tự lực nghĩa là sao? You recite the Buddha's name until you get to, you enter the Buddha Recitation Samadhi. Tự lực có nghĩa là cái vị niệm Phật cho tới khi cái vị đắc được niệm Phật tam muội.
then you guarantee yourself rebirth to the Pure Land. Thì lúc đó cái vị cam đoan sẽ đắc về vãng sanh. That's what the Buddha said. When by at the time of death, he'll come and bring you back. Thì quý vị lúc mà khi mà quý vị mà lâm chung đó, Đức Phật sẽ đích thân tới rước quý vị về. Because you entered the Buddha Recitation Samadhi already, tại vì quý vị đã từng nhập cái niệm Phật Tam Muội rồi. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Once, anytime. Khi niệm Phật Tam Muội đó, quý vị chỉ cần nhập một lần thôi nó là đủ rồi. Once, that's it. Anytime, bất cứ lúc nào. That's what the Buddha said. His vow. Vow number, what I asked when we message you into it. Vow 18, 19, something like that. I don't remember anymore. Yes. It's only one kind. Yes, ma'am. I don't know. You enter samadhi. I'm not sure others can help you enter samadhi. I'm not sure. I don't know. The question is, can someone else help you enter that samadhi? And I don't know. Yes, question here. Không phải Tam Muội, niệm Phật này, Phật Tam Muội. He asked a question about the state of the reciting Buddha's name and somehow his state of mind is such and such. And I say, it's not the Buddha recitation samadhi. Okay. Any other question? Yes, ma'am. Mm-hmm. 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 The books that instruction of five precepts is not like a must. There are exceptions. There are a lot of things that and you read it from the books alone, you don't. It's not what you think. Okay,
cái khi mà đọc cái phần mà nói là phải giữ ngũ giới trợ trợ pháp là phải cần ngũ giới mới đắc được và vãng sanh này nọ đó, nhập được năm muội này nọ đó. Cái đó là nó không phải như quý vị tưởng đâu. Okay, there are a lot of things that we cannot explain everything to you. Không cách nào mà giảng quý vị được hết đó. Okay, it's one instance where it's true. Có một cái trường hợp như vậy nó đúng, but it's not always the case. Để không cần phải như vậy. If it were the case, the Pure Land Dharma door cannot be appropriate for our era, Dharma ending age era. Tại vì nếu mà thiệt sự quý vị phải cần giữ ngũ giới mới đắc được vãng sanh thì cái pháp đó không phải pháp của mật mặt mà cái thời đại mặt pháp này. Thời đại mặt pháp này không ai giữ ngũ giới được cái đó. In this Dharma ending age, no one can keep the five precepts. It's so hard to keep the five precepts. And therefore, if that's the requirement for rebirth, no one's going to attain rebirth. Okay? So don't be afraid. Đừng có sợ. Okay? That's the main thing. Don't be afraid. And don't have to trust these people who read books only. You don't know what they're talking about. Mấy người nào thì đọc sách, không biết gì hết. Okay? Don't worry. So going back to my point, that is the books cannot describe everything. Tại sách vở chỉ đọc chỉ biết vậy thôi, chứ còn không thể nào nó ghi chép lại tất cả những cái chi tiết được hết. It's not possible. Because why not? Tại sao như vậy? Because each person is different. Mỗi người nó khác. Therefore, the Dharma door must be flexible enough to be able to help the people, each and every single individual. Cái pháp môn đó, tình độ nó rất là uyển chuyển, thành nó có thể giúp tất cả mọi người, đủ loại người. Nếu không như vậy, thì không thể nào giúp những cái chúng sanh thời mạt pháp này được. Okay. And unfortunately, there's a lot more that I cannot tell you. Có nhiều cái mà thầy nói cái gì cũng được. Okay? Any questions? Because it's not meant to be explained to you. Có những cái không giảng cho quý vị được. Why not? Tại sao không giảng được? This is what happens to people or scholars who read a lot of books. Cái nguy hiểm với những người thích mà người mọc sách đó. The people in this Dharma ending age would like to have a clear picture before they get in, you know, they commit themselves. Yes. Cái thời buổi mạt pháp này ai cũng biết là cái muốn biết rõ ràng tất cả chi tiết mình mới nhất định mình mới làm, đúng không? I need to know everything before I'm willing to do it. Yes? This is a typical intellectual approach. Người trí thức như vậy, tôi muốn biết rõ ràng tôi mới làm được, right? I need to know, give me all the details, I will commit to it. Cho tất cả những chi tiết tôi mới làm được, tôi mới đồng ý làm. Có đúng không? Yes or no? Yes? That's what everyone thinks. Most people, you think like that. Yes? So that's why so many people read books, research materials, and biết bao nhiêu người nghiên cứu sách vở, tài liệu, so that they get a clear picture of everything. They biết rõ hết tất cả. Yes? And then what happens? Chị xảy ra. And they think they know everything. No, they biết hết tất cả rồi. This is why we don't tell you everything. Vì quý vị tưởng đọc hết sách rồi, quý vị biết hết tất cả. Thành chứ tôi không nói cho quý vị tất cả. Because you become arrogant. And these people become arrogant and say, I know so much. I know more than this monk. I know more, you know, I know more than Master YongHua. Okay? For example, there are so many lay people who attended so many lectures of the great masters. Trong cái lịch sử người Tàu có nhiều người mọc sách, ta tới nghiên cứu những cái bài giảng Kinh Kim Cang, chẳng hạn như một cái người biết bao nhiêu đại pháp sư rồi. Cuối cùng nói là, tôi nghe hết tất cả. I listened to all the sutra explanation of all the great teachers of our times. Okay?
And I read so many of these explanations from the past teachers as well. Rồi họ nghiên cứu tất cả những cái lời cái chú thích của kinh Kim Cang đồ của đời xưa luôn nữa. After a while, this man here says, I understand everything. I realize that Maitreya Bodhisattva explanation of Vajra Sutra is wrong. Rồi ông mới nói, bây giờ tôi mới khi tôi nghiên cứu hết tất cả rồi tôi mới suy nghĩ lại, tôi mới suy ngẫm lại, mới thấy rằng cái lời chú thích lời giảng của ngài gì đó ngài Di Lặc Bồ Tát kinh Kim Cang này nó trật rồi. Really? It doesn't sound a little bit off to you. Vì nghe người nói là ngài Di Lặc giảng kinh Kim Cang mà trật rồi. Quý vị không có vấn đề, you have no problems. Maitreya Bodhisattva, he's a Buddha. He's about to be a Buddha. He's Buddha waiting for his time only. Nothing else he needs to do except waiting for his time. And he does not understand the Vajra Sutra. Ngài Di Lặc Bồ Tát ngồi trên cái chỉ đợi thôi, không cần làm chỉ đợi chứ cơm nó chín thôi. Chứ khi mà cái chúng sanh là nó dạy nó được rồi mới xuống được, chứ còn nó chưa dạy được là không thể xuống được. What happens is Maitreya Bodhisattva is up in the Tushita heaven, inner court, waiting for you to be ready to be taught, not for him to become a Buddha. Ngài Di Lặc Bồ Tát chỉ đợi quý vị đủ sức mà được dạy thôi, chứ không phải ngài cần làm gì nữa hết, chỉ đợi quý vị thôi. They're waiting for us. And he does not understand Vajra Sutra. Ngài không hiểu được kinh Kim Cang nữa. You gotta be kidding me. So this is what happened to people who read a lot. Invariably, they think they know everything. Những người ta nghiên cứu một sách đó, ta cứ nghĩ ta hiểu hết tất cả. And it turns out they don't. Thực sự họ không biết. Because it's not written. The books do not have all the explanation. Tất cả những sách trên cái thế gian này, trên cái vũ trụ này đó, không mô tả được hết tất cả cái Phật Pháp mình. No books in this universe combined can have all the explanation of the Mahayana. It's not possible. Không đủ sách, không đủ giấy. Not enough time, not enough paper, not enough ink. Questions? Yes. Yes. They have great mouths. They will say good things. Yes. Why is the people in this world, there are many criminals and bad people? Yes. Why they don't say good things yet? Why what? Why they can't say good things yet? Why can't they save all beings yet? The question is, the Buddhas and the Bodhisattvas vow to save all living beings. Câu hỏi là Phật Bồ Tát đó, lập nguyện để cứu tất cả chúng sanh. Mà tại sao vẫn có nhiều người vẫn cứu chưa được? Why is that they cannot save everyone? Is the question? Why not? Tại sao không cứu được? Why not? Tại sao cứu không được? Huh? Why not? 为什么? Bất cứ gì chịu được. Because it cannot be done, is the answer. It cannot be done. Không thể làm được.
Shakyamuni Buddha cannot save all living beings. He cannot. Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Cannot save all living beings. Ngài Thích Ca Mâu Ni không cứu tất cả chúng sanh được. It's a fact. And he still became a Buddha. Vẫn thành Phật được như thường. He still became a Buddha before he saved all living beings. Yes? You disagree? You disagree? Huh? He became a Buddha. He's a Buddha. And yet he cannot save all living beings. Thành Phật đều cứu được tất cả chúng sanh, mừng thành Phật được như thường. So what's the discrepancy? Cái sự khác biệt là sao? Yes. He says it's very difficult to save everyone. If someone likes to gamble, and he says, I like to gamble. I don't want to become a Buddha. What are you going to do? Người nhà những người ta muốn đánh bài đánh bạc, mà người ta nói tôi muốn đánh bạc, tôi muốn thành Phật đâu. Khi làm gì bây giờ? Those vows are a direction. Những cái nguyện đó chỉ là một cái phương hướng thôi. It says that my mind is infinite because I'm will save all living beings how no matter how long it takes. Ý nghĩa của cái lời nguyện nó chỉ nói là tôi nguyện sẽ cứu tất cả chúng sanh mà không cần biết bao lâu hết. Alright? As long as like Ananda in the morning, the praise in the morning recitation, the morning ceremony, giống như ngài Ananda đó, ngài nói đó. Ok. Còn một chúng sanh mà chưa thành đà Phật á, ok. Tôi sẽ không chịu thành Phật. He says, I as long as one living being is not a Buddha yet, I will not become a Buddha. Yes? In English, in Chinese. That's what you decide in the morning. Yeah. Okay. So it means that the vows is a particular Dharma door that you make the vow. It's an infinite vow. It says that there will always be living beings. And you know full well there are always living beings who are not Buddhas. And yet you say, I will save them all rather than I vow to save them all before I become a Buddha. And that's how they became Buddhas. Vì vậy họ mới thành Phật được. Just like Erastal Bodhisattva, he says, if the hells are not empty, I will not become a Buddha. And yet he's a Buddha already. He lied to us. Như Địa Tạng Bồ Tát nói, nếu như mà cái địa ngục nó vẫn không, tôi nguyện sẽ không thành Phật. Hiện mà quý vị biết, địa ngục lúc nào nó cũng đầy người hết. Mà bây giờ Địa Tạng Bồ Tát đã thành Phật rồi. Là gạt quý vị, rõ ràng là Địa Tạng của ta gạt quý vị. Yeah. Yes, sir. He's a Buddha already. All four great bodhisattvas, Erastor Bodhisattva, Guanyin Bodhisattva, Manjushri, universal worthy, they're all Buddhas already. They all are Buddhas already. Okay? So clearly, Erastha Bodhisattva lied to us. So you understand, if you say you lied to us, it only means you don't understand the Dharma behind the making vows, that's all. The vows is that because you know it's impossible, you still want to do it. That's for your mind is infinite.
And in the process of cultivation, you understand because of that. You keep on going through this process. I want to save as long as one living being who's not a Buddha yet, I want to save her. I want to save her. And I want to save her. I want to save him. 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 That's how you become a Buddha. Because then your mind becomes infinite. That's the only way for you to become a Buddha. All right? When you get there, close enough, you understand what I mean. Okay. Nói như vậy là tại vì mình biết á, là mình biết á, là chúng sanh vô tận vô biên, không bao giờ nó hết được cái đó. Mình biết như vậy, mình vẫn sẵn sàng cứu hết tất cả chúng sanh vì cái tâm nó vô lượng vô biên đó, quý vị mới trở thành cái tâm của Phật được. Nếu như cái vị nghĩ rằng á, tôi chỉ cứu người Triều Châu thôi đó. If you think I want to save the Chiu Chau people only, or I want to save Koreans only, or cứu người Đại Hàn thôi, okay? You never become a Buddha. Quý vị cũng trở thành không thành Phật được. You never become a Bodhisattva as a matter of fact. Quý vị trở thành Bồ Tát không được, đừng nói chuyện thành Phật nữa. All right? Is that clear? So the vow there is actually a form of practice that most people don't understand. Thì cái nguyện đó là cái pháp nguyện đó, quý vị chưa hiểu. And you think that just like the question earlier, can Buddhists and Bodhisattvas help you enter Samadhi? I don't want to answer that question because it gets me in trouble. Either way, if I say yes, I get me in trouble. And I say no, I'm still in trouble. So the best solution is I don't know how to answer it. You simply say I don't know. Okay. Như hồi nãy có người hỏi thầy Phật Bồ Tát giúp người ta nhập định được không? Thì quý vị trả lời có thì cũng lộn xộn, mà trả lời không cũng lộn xộn. Thành ra tốt nhưng mà tôi không biết. Mà không nói là làm sao trả lời cái này. Ok, chừng nào có trí huệ rồi mới dám trả lời. When I have real wisdom now, I'll try to answer you. Until then, I don't know. Ok? Does it answer your question or doesn't help at all? It's part of the same teaching. Okay? We cannot write down why you should make the vow to save all living beings. We cannot explain to you. And yet, do you believe or not? Cái vấn đề là cứ không thể nào giảng cái vị biết tại sao quý vị phải phát nguyện là cứu tất cả chúng sanh. It is absurd. This is impossible. Cái pháp đó, nó cứu tất cả chúng sanh đó, là không có thể làm được. Nó vô lý dễ sợ. Tại sao vẫn dạy quý vị như thường? Why do we still teach you? Why? Tại sao vậy? This is not for non-Buddhists. Trust me. Relax. This is a Buddhist thing. Tại sao Phật giáo vẫn dạy như thường? Why? Trong lịch sử Phật giáo mình không thể nào cứu được tất cả chúng sanh. Okay? The truth. In the history of Buddhism, since beginningless time, it's not, hasn't been able, no one, no Buddha has been able to save all living beings yet. No one. This is the truth. Chứ thật trong Phật giáo mình là từ cái vô thủy không có ông Phật nào mà cứu được tất cả chúng sanh hết. No Buddha has been able to do that. No one. And yet we still teach you. Mà vẫn dạy cái vị như thường. Why is that? Why is that?
It's so Buddhist. You guys, non-Buddhists, are so happy to say, I'm glad I'm not Buddhist, because you Buddhists are crazy and stupid. Những người bởi người ta mày thiệt sự tận nghiên cứu Phật giáo, người ta sẽ cười cười ngất, nó thấy cái tụi Phật giáo nó khờ dễ sợ, nó bị gạt, nó bị gạt từ đầu chí cuối. Why is that? I'm still waiting if I'm in trouble or not. Yes. Because if you make those vows, that's how you become a Buddha. Instead of saying, I don't understand, I don't know why, how it can be done, you should say, I believe. I want to do it. You don't have faith, you won't make it. Tại vì cái này không phải là, cái này nó dựa trên cái lòng tin của quý vị. Cái nghĩa của cái lời nguyện đó là quý vị nguyện như vậy quý vị sẽ thành Phật được, mà quý vị không chịu nguyện quý vị thành Phật được. Okay, you are not willing to make that vow, you will not become a Buddha. Not possible. Not possible. So the question is, do you believe or not? Vấn đề là cái điều hỏi có tin là không tin thôi. If the Buddha says, for you to become a Buddha, you need to make those four vows. Do you believe? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, quý vị muốn trở thành Phật tử, quý vị muốn trở thành Phật thì phải lập cái bốn cái đại nguyện đó. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ, nguyện độ. Có tin là không tin. Nếu không tin là không thành Phật được, ráng chịu. You don't believe, you won't become a Buddha. Period. Okay, let me continue and maybe we'll help you understand a little bit. Để thầy tiếp tục một tí, thầy nói thêm để quý vị có hiểu được không? Now, I will reveal a secret now. Okay, thầy bí những cái mật. And it's only for Buddhists. Okay. So you non-Buddhist, you listen to it, but you ignore it because it's for crazy Buddhists only. Okay, please don't make a judgment. Okay, we got it brainwashed so that you know they believe anything we tell them. Okay, that's the truth. Okay. The reason when we teach you meditation, when we teach you the Dharma door of reciting Buddha's name, lý do chúng tôi khi dạy cái vị thiền, dạy cái vị niệm Phật, we don't tell you everything. Không dạy cái vị hết. Don't tell you everything. And yet, so many of the Buddhist disciples want to know everything. Mà rất nhiều người Phật tử là muốn biết tất cả. They read books, they went to colleges, they go to training, they research their entire lives on Buddhism so that they know everything. Ta đi học ra bằng tiến sĩ về Phật học, ta nghiên cứu sách vở cả cuộc đời họ luôn. So that they know everything, they biết hết tất cả. And yet they don't realize we don't teach you everything. Không dạy cái gì hết tất cả. So it's futile to try to know everything. Thành ra muốn biết hết tất cả là chỉ là phí cuộc đời quý vị thôi. You wasting your life. Why don't we teach you everything? Tại sao chúng tôi không dạy quý vị tất cả? Why don't we teach you everything? Yes, sir. No. They're ready. They're eager to know everything. Why don't we teach you everything? We know you want to know everything. You'd be so grateful you know everything, yes?
You want to know what is it? What I need to do to enter the Buddha recitation samadhi? It's reasonable. I came here from Toronto. I lied to my husband in order to be here. I lied to him. Okay? I gave him false promises. I will never abandon him even after I became enlightened. Cháu như người nói là dù chồng nói là à, anh ơi em yêu anh dễ sợ lắm, để anh cho em à, nếu anh thương em cho em tới niệm Phật, để em hứa em thề với anh nếu như mà em đắc giác ngộ em sẽ không bao giờ lìa anh đâu. Cái đó là hoàn toàn nó láo đó. If you become enlightened, you leave your husband just like that. You look at him. Ew. Khi mà quý vị đắc giác ngộ nhìn ông chồng thấy gớm dữ sợ. Same thing with a girlfriend. Ew. Okay. So funny, huh? So funny. Yeah. So. Why, since you want to learn, why don't we teach you everything? Quý vị muốn học hỏi mà chúng tôi không chịu dạy, it's deliberate, không dạy quý vị, we will not gonna teach you. Hỏi là muốn that it, you, all you want is that, you know, I'm so sincere, I prove my sincerity, I lied to my husband, you know. You cannot ask for, you know, anything more sincere than that. Nói là con thành tâm đến độ con lừa gạt chồng con, lừa gạt mẹ con, lừa gạt con cái con, lừa gạt hết tất cả mọi người để tới học cái pháp môn niệm Phật này thôi. To learn from someone who claim that it's not that hard to enter the Buddha recitation of samadhi. Con nghe, tại vì con nghe ông thầy ông nói là nhập cái niệm Phật tam muội không khó đâu. Okay. And yet you come here and we refuse to teach you. Tới đây không dạy. Why not? This is for Buddhists. You will not be able to understand why we do these things. Tại sao như vậy? Why not? Yes, sir. Because if we teach you step number one, number two, number three, number four, to number 10,000. Nếu như chúng tôi dạy quý vị từng bước thầm, okay? Nó từ bước thầm số 1, bước thầm số 2, bước thầm số 3 tới bước thầm số 100,000. You know what's going to happen? Give you a layout. If you know how to do it, you cannot do it. Nếu như mà nói cho quý vị biết cái cách đó rồi á, quý vị làm không được. Làm không được. The only way for you to get there is not to know how to do it. Cách duy nhất mà quý vị tới đó là quý vị không thể nào biết được. Quý vị biết là tới, quý vị know how to do it. We will not make it. This is why we don't tell you. If you think you can figure it out, good luck. You think you can read it up on that, good luck. Thành những người một sách, nghĩ mình đọc hết tất cả những cái phương pháp rồi chứ gì? Đừng có hòng em. Không biết gì đâu. Biết chút xíu. Sách nữa thì xíu. The books. In your PhD program, is this much about Buddhism? Cuốn sách mà để cái vị đọc đó, bao nhiêu sách quý vị đọc nghiên cứu để mà ra cái bằng tiến sĩ về Phật học cái gì,
mà một góc như thôi, một hột cát trong cái đại tạng của mình thôi. One grain of sand in a Buddhist knowledge. Dạy không được. You cannot teach. Này dạy không được. We cannot tell you. Không thể nào nói cái vị được. So anyone who says, I know how you become enlightened, he's lying. I can have the recipe for you. You do step number one, step number two, step number three. Not possible. Nếu ta nói cái việc cái quá trình mà tới được cái Phật Phật quả Phật cái Phật 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 quả đó đó, từng bước đó, nói không được, không thể nói cái gì được. Okay, that's all you need to know. Không thể nào nói được. Vì vậy không thể nào dạy biên xuống sách được. That is why we cannot write it down in books. We cannot explain it to you in advance. Không thể nào dạy trước cái gì được. That is why people have been after me for the last 3 or 4 days, unsuccessfully. And bởi 3-4 ngày có người cứ rượt thầy hỏi, nói, can you teach me the proper way reciting the Buddha's name? Có người hỏi, cứ tối nào nó cứ ấm mơ ấm ức. Thầy bị dạy tôi phương pháp niệm Phật. I say, teach me how to recite the right way to recite Buddha's name. If I taught you, you will not be able to do it. You do it wrong. Nếu mà thầy dạy cái vị sẽ làm trật ngay lập tức. Dạy là làm được. If I teach you, you cannot do it. Okay? So how do you do it? Làm gì bây giờ? How do you do it? This is a sir, a Buddhist state secret. Not in the books. Sách không có cái này. Not in books. You will not find it anywhere. Đọc sách không ra đâu. Đọc tất cả cuốn sách trong Phật học đó, không có đâu. Làm sao bây giờ? How do you do it? Yes. Làm sao cô học trò ngài tiêu hóa? Mang theo được chứ? Mang theo được không? Mang theo được. Ừ, mang theo được. Nhưng đều mang theo được giống như cô mang một đống áo quần người Việt Nam. Ví dụ, cho các nghe, cô đem một cái vali toàn áo quần người Việt Nam không? Một cô qua bên đại hàng cô ở. Thì cô nghĩ cái vali áo quần nó có giá trị gì không? She says, in Vietnamese, she says, what if I learn everything about Buddhism? Okay? Everything, all the knowledge about Buddhism, this lifetime. Is it useful next lifetime? Right? I said, yes, it's useful next lifetime. However, there's some complications. Nó có lợi lắm em ơi. Nhưng nếu nó có cái kẹt thôi. It's very beneficial, except there's a small problem. Okay? It's like you fill your suitcase full of Italian seasoning. Okay? Spaghetti, pizza, rigatoni, gnocchi, you know, how to make all the Italian dishes. Okay? And then you move to Vietnam. <laughs>
And no one eats Italian in Vietnam, let me tell you. You see what I mean? So you have all this thing is only good for it here. But then you bring it somewhere else, what good is it? You know, that's it. What I mean is that suppose you know everything, okay? He's I'm being facetious. See, you learn all Buddhism, okay? You're so smart. I know everything about Buddhism. And then next lifetime, what happens to you? You become an animal. How good is it for you? Okay. Yeah, you still have the genes, but you can't use it. Okay. Để một cái vali toàn toàn cái đồ đó qua là nó còn đó đó thì mình xài cũng được thôi, nó cũng vậy thôi. Okay. You got that? So it's not. So what is the secret? Then cái bí mật là sao? The instructions is only valid at that moment. Cái lời dạy đó nó kỳ giá trị ngay lúc đó thôi. If you miss a split second, you're done. Then it's no longer valid. I like to use the analogy. Thầy cho cái ví dụ. Okay, he says, I keep on telling my students, you have to learn to trust me. Con phải nên tin thầy. Okay, so what? He says, when I say duck, just duck. Don't ask me why. Thầy, con tin thầy dùng đi. Khi thầy nói, con hụp xuống đi con. Đừng quay rồi hỏi tại sao vậy? Hiểu không? Lúc mà cái người thiền trí thức mà dạy chỉ dạy lúc đó thôi. Cái gì mà không chịu làm theo cái lời đó là chết là ráng mà chịu. Nó dễ sợ như vậy. The instructions only valid at that moment. That's it. If you think about it, you're dead. Cái gì ngồi suy nghĩ là cái gì chết. You sit there and say, I'm at step 497. You dead. That's why we don't teach you. Thành mặc dù quý vị ở cái trình độ 498 rồi, ngồi trong suy nghĩ là chết. Nó lỡ chiến đò ngay. You miss the boat immediately. As soon as you process. Questions? Anh thắc mắc gì không? That's the nature of the practice. Bởi vì vậy, cái nói mà niệm Phật và cái đồ ruống cái này là tạo chấp trước là sai lầm. So for them to say that you recited to your navel is an attachment is because they don't even know what the navel is. Là họ không biết cái đan điền là cái gì nữa luôn. Nếu mà họ thực sự hiểu cái đan điền là cái gì đó thì họ không nói như vậy đâu. If they really understand the đan điền, they would not make that statement. It shows they're stupid. That's why we just laugh, we don't say anything. Người ta nói thì mình cứ cười vậy thôi, mình nói vậy. Không thôi mình chửi ta ngu làm cái gì. They're stupid. It's just like too stupid to explain. Dốt quá, không thèm giảng. Okay. If you do it, eventually you understand what the Dan being that we talked about is. Nói cách khác, nếu về cái vị cái niệm Phật vào cái đan điền đó, tiếp tục làm hồi nó, thì trong tương lai, cái vị sẽ thấy cái đan điền mà thầy đang dạy cái vị thiệt sự nó ra sao, không phải như cái vị tưởng đâu. In other words, if you continue to contemplate, recite to your Dan điền in the future, you understand the nature of Dan Dien I taught you, not the one you're seeing right now. If you don't do it, you will not see it. Mà quý vị không làm thì không thấy được ráng mà chịu.
You see, it's consistent, the concept. You have to do it. Do it. Then you understand. You try to understand, you will not be able to understand. Thành cái này, cái pháp môn tu là quý vị làm theo cái lời dạy thôi, thì sẽ hiểu được. Mà quý vị đòi hiểu trước khi mà làm, sẽ không bao giờ làm được. Không bao giờ hiểu được. If you want to understand before you do, you cannot understand. You have to do before you understand. Phải làm mới hiểu được. All right? Any questions? This is why a lot of Buddhist arhats and bodhisattvas actually are very stupid, uneducated. Thì là bởi những cái người A-la-hán, rất nhiều người A-la-hán với những người Bồ-Tát đó, họ thành A-la-hán Bồ-Tát, mặc dù họ là vô học. Like the sixth patriarch, he's illiterate. Ngài Lục Tổ đó, vô học. No education, zero education. Can't even read, đọc không được. Dễ sợ chứ. It's not intellect. It's... Questions? Anh thắc mắc gì không? Yes. That's right. That's right. Yeah, something like that. If she understands, then she doesn't get it. It's not supposed to understand. The instructions for you to do. Okay? Then when you cannot do it, that's when you learn. Cái lời dạy, cái pháp môn dạy là dạy cái việc làm. Mà khi cái việc làm không được, đó mới bắt đầu học. Too complicated for you. No, phức tạp. It's not. And there's a difference. So it's not possible to teach you everything. Thành thật nói cái gì dạy không được. In Buddhism, no Buddha, no Bodhisattvas was ever able to teach you how to do it from beginning to end. Không ai dạy cái gì được. Cái quá trình đã được hết. Another reason for your simple explanation for you, okay, cái lý do thứ nhì để giảng cái vị cái giảng vậy. As soon as the road map is given to you, your karmic obstruction will come and stop you. And therefore you cannot do it. Giảng một cách nói giảng nghĩa một cách giảng gì quý vị biết á. Bây giờ thầy cho quý vị cái quá trình đi. Cách đi, cách làm đó. Quý vị biết hết cái gì? Từ đầu chí cuối vậy. Khi quý vị biết rồi đó, bắt đầu làm thì cái nghiệp báo nó tới nó chặn lại. Quý vị đi không được nữa. Nó cũng vậy thôi. Your karmic obstructions will stop you. There's nothing you can do. Vì làm, quý vị biết cũng vậy thôi. You know that knowledge from the rest of that is absolutely useless. Nó tới nó chặn vì chỗ này thì quý vị biết những quá trình phía sau đó chỉ là phí thời giờ quý vị thôi. Is that clear? Thấy hiểu không? Is that clear? This is where the patriarchs come in. Đây là cái địa vị ngài tổ sư.
This is the beautiful thing about the patriarch's teaching. Đây là cái đặc sắc của cái bên cái pháp môn bên mấy cái tổ. Bởi vì cái chánh pháp á, nó chú trọng ông tổ vì vậy đó. Tại ông tổ đó, ông chạy cái vì cái phương pháp làm đó để nó giải quyết những cái cản trở chứ không phải mà dạy cái vị từ đầu chí cuối. So what happened is that the patriarch's methodologies designed to help you overcome those obstructions, not to tell you what to do. And the nature of dominating age is that no one executes according to their instructions anymore. À, cái thời mạt pháp này không ai chịu làm theo tổ nữa. They sit there and they say, I want to teach you something that you like to do. Okay? That is why you see that you notice the methods that deviate further from the patriarch's methodology have less chance of success. Cái pháp mà học quý vị tu càng ngày nó càng xa cái pháp của tổ sư đó, quý vị càng khó thành công. You find out for yourself. Cái thời mạt pháp quý vị để ý coi, đại đa số những pháp môn này nó toàn là nó không nó đi ngược lại pháp môn tổ sư dạy. In this dharma ending age, okay, the way the things people teach, okay, are so far away from the proper dharma. That is why they will not make it. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Thì kệ nó. Sao kệ nó. Mình làm nó nghe cũng vậy thôi. Mình chỉ làm thôi. Làm để mà thấy thôi. Thấy không cần hiểu. Cứ đòi hiểu thôi. You see, the problem you folks is you try to understand. This is just lack of faith. Bán tín, bán nghi. Tin làm tại tôi có phần tin trong thì khi chuyện gì xảy ra bắt đầu nó tôi không biết chuyện gì xảy ra mình làm để mình thấy cái đó mình thấy cứ làm tiếp. So if you really have faith, you execute and you have a problem, you continue executing. That's when you understand. The instruction is very clear. Cái lời dạy rõ ràng lắm, chỉ nghe thôi, đừng ngồi để suy nghĩ, đừng ngồi nếu mà nghe xong nghe tiếng đại chúng. Cái đó đâu còn nghe nữa đâu. Ngay lập tức đó phải chặn lại ngay lập tức. Hiểu chưa? Kệ đó. Mình chỉ nói lúc tu tôi còn sau pháp tu kệ nó. Giống như nói là tôi nghe tôi cái lời dạy là nói đi theo người trước. Mà nói người trước sao đi chậm dữ vậy? The patriarch's dharma, the great assembly dharma, you follow the person in front of you, and then you say, how come that person is walking too slow? Biểu làm chừng nữa thôi, ngồi suy nghĩ, ngay lập tức, you sit there and you think, he's walking too slow, what do I do? He's walking too fast, what do I do? You don't believe the instruction. You keep on trying to understand. Cái vì cái đòi hiểu hoài à.
You don't look at yourself. Cái gì em thấy tự nhìn mới nói là we don't ask you to understand. Đâu biểu quý vị phải hiểu đâu. Yeah, you insist on understanding. Cái vị đòi hiểu hoài. Cái bệnh, that is an attachment right there. Giống như người đòi hiểu là nói là tôi biết là cái pháp trật đó, cái đó là nó chấp vào cái hiểu biết đó. Mà nó không thấy cái đó nữa. Nó dạy nó làm cái kệ nó. Questions? Ai thắc mắc gì không? Did you have a question, Xuyên Xuyên? Or you no more? Okay. Enjoy the environment. Quý vị chỉ làm thôi. Okay. There are a lot of things that cannot be explained to you. Có nhiều cái giảng quý vị không được. Okay. And you know, you don't know how difficult it is to have a place where you can come and just practice. Quý vị biết một cái chỗ đó mà quý vị tới, mà quý vị tu đó, có người cùng đồng hướng với nhau mà tu nó hiếm vậy sao? It's very rare. I will assure you, you look around, how many places in this world can you find where you actually are getting together to practice the patriarchs' teachings? Thì hỏi quý vị đó, bao nhiêu cái chỗ trên cái thế gian này mà quý vị tới, có thể tới để đồng tu cái pháp mà tổ sư dạy? Please tell me, how many? Extremely rare. You will not find them. Give them right now. Quý vị tưởng là mỗi lần tổ chức một cái Phật thất như vậy nó khó chừng nào không? Nó phá đủ thứ hết á. Mà nếu tổ chức mà không biết tổ chức á, tổ chức không xong đâu, nó tới nó phá, nó rác bét luôn, nó hư hết. Extremely difficult to organize a chan chi or pho chi. Extremely difficult. Just look how many places in this world, how many temples in this world actually have a Pho Chi that practices the way that the patriarch designed. Bao nhiêu cái đạo tràng trên thế gian này mà đang tu một cái Phật thất mà đang theo cái pháp mà tổ sư truyền lại. How many? Yes, you have places where the way places actually do a Pho Chi. But what are they doing? Pay attention. What are they doing? Có nhiều chỗ tổ chức Phật thất chứ. Họ dạy, họ đang làm gì, quý vị để ý họ làm cái gì vậy? Questions? I think I can help. Okay, so anyway, I take a few more moments to wrap it up for you. Nói thêm tí nữa quý vị. And so our pure learned dharma is an evolution. Những cái pháp tịnh độ chúng ta tu đây là nó uyển chuyển theo cái nhu cầu. The dharma has to serve the needs of the people. Cái pháp nó phải phục vụ những người. Okay, phục vụ cho chúng sanh. And if you talk about Pure Land nowadays, nếu quý vị nói về pháp môn tịnh độ thời buổi này, đó, what is the thing about Pure Land Dharma Door? Tịnh độ bây giờ là cái gì? When people say, I practice Pure Land Dharma Door, những cái người mà ta tu pháp môn tịnh độ đó, ta nói tôi tu pháp môn tịnh độ nghĩa là sao? They say that actually meaning that I want to recite the Buddha's name in order to attain rebirth to the Pure Land. Yes? Thì họ nói là tôi tu pháp môn tịnh độ để đắc vãng sanh.
Those who are slightly better and say, I want to attain rebirth this lifetime. Người nói có người khá hơn thì nói là tôi muốn đắc vãng sanh kiếp này. Just because you attain rebirth of the pure doesn't mean this lifetime. Đắc vãng sanh đâu có nghĩa là kiếp này được đâu. Many of them will not make it this lifetime. Maybe in the future, trong tương lai sẽ có. No, what the patriarch accept. You recite the Buddha's name, you will for sure attain rebirth in the future. Tổ sư dạy, quý vị mà niệm Phật là chắc chắn sẽ đắc vãng sanh trong tương lai. Chắc chắn, for sure. He said so. Dụng Minh Châu also said so. Ngài Tiên Hoa nói như vậy. Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư nói như vậy. Dụng Minh Châu is Amitabha Buddha Transformation. Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là một cái hóa thân của Ngài A Di Đà Phật. You can trust him. Tin. Yes? Dụng Minh Châu. Very famous. He's the ninth Pure Land Patriarch. He's actually a Chan master. Do you know Yung Ming Shou? The Koreans don't seem to know Yung Ming Shou. Yung is a Yung Hoa, the Yung. Yung Ming. Ming, I believe, is a Ming. Shou is a Shou Ming, the Ming. Right? So, some of Ming. Huh? Ming Bai, the Ming. Show Ming the show. Yung. Yung is my Yung. Ming is Ming Bai, is clarity. So the patriarch said that if you recite the Buddha's name, you will 10,000 people recite the Buddha's name. 10,000 people will attain rebirth to the Pure Land. Các vị tổ sư trong Tịnh Độ Tông dạy rằng một vạn người niệm Phật thì một vạn người sẽ đắc vãng sanh. And yet you know that most people recite the Buddha's name do not attain rebirth. Yes. Mặc dù như vậy, quý vị biết á, những cái người mà đại đa số những người niệm Phật á, không đắc được vãng sanh. Tức là nếu tổ sư nói như vậy có nghĩa là Ngài nói là trong tương lai họ sẽ đắc vãng sanh. Thành phải khuyên họ nên niệm Phật. That is why it's okay to still encourage them to recite the Buddha's name. Maybe not in this lifetime, but in the future lifetimes, definitely, trong tương lai chắc chắn sẽ có. Okay? So you have the people who say, I want to attain rebirth to the Pure Land. Okay, người nói tôi niệm Phật là tôi muốn đắc vãng sanh. And there's some who say, I decided to put his name in order to attain rebirth this lifetime. Người nói tôi muốn đắc vãng sanh kiếp này. Is that what you want? Quý vị muốn như vậy phải không? Yes? Just two or three of us. Huh? Phải không? Yes? Yes. Yeah. Uh-huh. Mình chỉ yêu cầu đắc vãng sanh kiếp này. Okay. That's very good. Uh-huh. And what do we call those people? Mình gọi những người đó là gì? Yes. What do you call those people? How do you classify these people? Trong cái Tịnh Độ Tông mình coi những hàng người là hàng người gì vậy? She's a crazy religious follower. What do you call those people? Hmm? Basiloco. Basiloco. What do you call those people? In the Pure Land, you know.
If these people attain rebirth of the Pure Land, if they ever attain rebirth of the Pure Land this lifetime, những cái hàng người mà kiếp này họ đắc được vãng sanh, where do they go over there? Họ tới đâu vậy? Hả? Where do they go? Where do you think they're gonna go? Francis, where do you think you're gonna go? Xin Shun, where do you think you're gonna go? Boom Hyun, where do you think they're gonna go? Hmm? Where are you gonna go? Đi đâu vậy? Cái gì nghĩ họ những cái người mà đắc được bản sanh kiếp này họ vào cái chỗ nào? Họ vào bản sanh vào chỗ nào? Hả? Huh? These people will be born in a ghetto. Because all they want is, I just want to be born to the Pure Land. And you get what you want. Tại vì họ chỉ nhất định là chỉ xin được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Yes? You understand what I'm getting at? Tinh ở tùng mà. Because all they want is to go to the Pure Land. And if that's all they want, If they ever attain the rebirth of the Pure Land, they go to the ghetto because that's a minimum. It's rare for me to hear any of you say, "I remember that story." Nghe câu chuyện đó chưa? There's a monk. Okay, có ông sư kia. He's getting old and he says, "Gee, I'm not enlightened yet." Ông này ông tu. Tu nói mình chưa đưa gì, tu chưa đi tới đâu hết. And I'm too old now. I'm 63 years old. 63 tuổi rồi. Okay? I'm not enlightened yet. What to do? Ra bây giờ. So he says, "I better start reciting the Buddha's name." Mình sắp chết tới nơi rồi. I'm so close to death, 63 years old. Thôi mình đổi pháp môn, mình niệm Phật, ít nhất mình đắc vãng sanh được. At least I attain rebirth of the Pure Land. Enlightenment is too difficult. Đắc giác ngộ nó khó quá đi. At least I let's shoot for rebirth of the Pure Land. So đi lại niệm Phật ngày này đêm, về này về đêm. Okay, and so by the time he died, the Buddha came. Khi ông Buddha came, khi ông chết, Đức Phật A Di Đà thấy Đức Phật A Di Đà tới, holding behind him a silver lotus vase. Remember that story? Nhớ không? Nhớ câu chuyện này không? Là kéo cái liên đài hoa sen mà bằng bạc. Okay. And Buddha, Amitabha said, come son, let's go. The Phật A Di Đà nói này, nè con, tới đây, đi với ta. You know what he said? You remember? Ông sư làm gì? He said, no way. Cái ông đó, ông sư nói sao? Không đi. He didn't want to go. The Buddha came and says, no, I'm not going. I don't care who you are. I am going. Nhất định đi. Yes? He refused to go. And the majority of you would say, oh my God! How stupid can you be? Những người cái vị mà đi vào sẽ sanh vào cái cõi ghetto đó là chắc là hỡi ôi rồi đúng không? Trời đất ơi, đã đi được mà con không chịu đi. Phải không là? Ông sư đã không nhất định chịu đi. So he said, no, no, I'm not going. So what did Amitabha Buddha do? Then Ajita Phật làm gì? Hey, alo, what did Amitabha do? Alo? Alo?
Amitabha Buddha has no choice but go back to the Pure Land. That's his true story. Can I shoot haka? Ayyara phaka? Không có vô phương cứu chữa thì phải đem cái liên đạo hoa sen ngọc bạc trở về lại Tây Phương Cực Lạc. Ngũ thủ trở về Tây Phương Cực Lạc. So the monk, what did the monk do? He couldn't do something. And a week later, ông tiếp tục niệm Phật. Tuần sau, he saw Amitabha Buddha coming again. Tuần sau thấy A Di Đà Phật trở về lại. So he opened his eyes, took a peek, mở mắt ra coi. Look at behind Amitabha Buddha. Mình ông kia mới mở mắt ra. Coi thử sau lưng A Di Đà là cái gì? He saw a golden lotus. Golden lotus. Thấy cái liên đài hoa sen màu vàng. And Amitabha Buddha, what did Amitabha Buddha say? À, vậy là sao? Amitabha Buddha is very patient. À, vậy là rất là kiên nhẫn. Come on, son. Come on, let's go. Come on. À, vậy là nói, nè, đi con, đi con. And what did he do? Ông sư làm gì? Hả? Huh? What did he do? Huh? What did he do? He said, So he said, okay. So he climbed a lotus days. He went back to the Pure Land with Amitabha Buddha. Okay. Thành ra ông đó, ông sư già đó, ông mới gục gà nói, được. Ông mới leo lên cái liên đài hoa sen rồi trở về A Di Đà Phật, trở về cái tương cực lạc. Okay, happy ending story. Yes? Yeah. Cái chuyện nó kết thúc rất là tốt đẹp. Yes, sir. He said, wait, the Buddha didn't come back. No, the story actually, Amitabha actually came back the following year. Thì thật là cái chuyện xảy ra là Ngài A Di Đà Phật thiệt sự trở về. Okay? Anyone feels that agree with this old monk, that's a proper way to do. Xianke says it's wrong. What if Amitabha Buddha doesn't come back? Ông thầy hiền khẳng là lỡ mà A Di Đà Phật nổi sùng. Ông trở về sao bây giờ? But the rest of you agree that it's pretty successful, yes? Cái phần cái người đi ghetto, those who committed going to ghetto, you agree that not a bad. Quý vị đồng ý không? Những người mà bần cô nông quý vị đó. Đồng ý không Lan? Thành công đúng không? Success, right? Yes? 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 You know what I would do? Wouldn't go. Không đi. I will not go. No. Nhất định không đi. Why not? Because I am testing Amitabha. Is it really patient as the people claim? Tại vì thầy tò mò. Thầy ngoài nghe nói là Ngài A Di Đà Phật rất là từ bi, rất là kiên nhẫn. Mình thử thử thiệt sự kiên nhẫn là không? No, I'm not going. Nhất định đi. Don't ask me. I know what you're going to ask me. I wouldn't go. Không đi. Để làm gì? I'm here. Because I want to keep on calling him. Cô hỏi ông tiếp. What for? To wait, to check if he comes back. Coi thử ông có trở lại là không. Okay. And then he comes back. Ông trở gặp Phật trở lại. Okay. He asked that already.
If he doesn't come back, that means he has no compassion. I'm banking on the fact he's compassionate. Live by the sword, die by the sword. Okay? Yes, sir. So, well, what is my point? The majority of you would go to the ghetto. Đại đa số quý vị mà lúc mà vãng sanh kiếp này, this lifetime, you will be born to the Western Blissful Land ghetto, barrio. Yeah. If you are brown, you go to the barrio, so forth. Okay. Okay. Yeah, it's a neighborhood. Yeah, the houses are cheap. The houses are cheaper there. Okay. And then some of you are getting wise, as maybe I should move to, to roast meat. Cái người nhóm thứ gì nói là thôi mình nhất mình dọn tới roast meat chứ thế nào ở cái vùng mỏ da đen được. Yes. You don't need to worry about making money, honey. You got the point? You want to be reborn if you have the blessings with a higher grade. You see, this Dharma ending age, people are so desperate that all they wish for is rebirth to the Pure Land because no one taught them otherwise. Cái thời mạt pháp nó tồi như vậy, cái vị niệm Phật á chỉ ao ước được vãng sanh thôi, không dám nghĩ là mình vào cái phẩm vị nó cao được. You're so low in your self esteem, you don't think you deserve to be up there because no one taught you. Yes, you should shoot higher than that. Tại không ai dạy cái vị là niệm Phật phải phẩm vị phải cao lên chứ. Why is that? Tại sao phải phẩm vị cao? Why? Tại sao vậy bác? Vãng sanh phải không anh? Phẩm vị cao, vãng sanh thấp, vãng sanh làm cái gì? Why? Because, yes? You're taught by the Buddha. He teaches everyone. Because? Become a Buddha faster. Precisely. When, once you go to the Pure Land, the progress is very, very slow. Tại khi một cái vị tới được Tây Phương Cực Lạc rồi, muốn tiến bộ nó chậm dễ sợ, extremely slow compared to here. So mà tu ở đây đó, mình tiến bộ đấy nó lẹ hơn bên Tây Phương Cực Lạc nhiều lắm. Lẹ hơn nhiều dễ sợ. Muốn từ đây mà tới cô này đó, bên kia là A Tăng Kỳ Kiếp. Ở đây mới có mấy năm. I'm telling you, for you to reach the level you are right now, if you go to the Pure Land, it might take you millions of years. And how long have you been here? Think about it. Nghĩ lại cho coi là cái cơ hội đây là mình tiến bộ lẹ dễ sợ lắm. Còn qua bên Tây Phương Cực Lạc rồi chậm bò ếch, đi bò như con rùa vậy đó. It's safe. You have no pain, no suffering. That's why it's so slow. Bên kia, quý vị không khổ, không đau đớn, không khó khăn nữa. Vì vậy, nó rất là chậm.
No one talks to you about this. Không ai nói về cái chuyện này. Yes, nói. No one tells you. Just go to the Pure Land. It's so wonderful. It's not what we do. Here in Lu Mountain Temple, we want to go Pure Land, but at least silver. Cái chùa mình á là mình muốn đi Tây Phương Cực Lạc, nhưng đều cái phẩm vị phải cao mới đi, còn thấp còn đi là chưa chịu đó nha. Đúng không? Sounds good. You see that? Cái người ta đó là dạy cái vị vãng sanh thôi. Thầy dạy cái vị là vãng sanh, cái pháp để mình qua kia, mà cái phẩm vị mình nó cao mình mới xứng đáng qua bên kia. I'm not interested in teaching you go to the Pure Land. I want you to go there good grade. Khói, thích, yes, sung sướng, yes. You want, see, everyone recite the Buddha's name. Like Sunim here said, you recite Buddha's name, you be a good person, you have a good wife, you have promotions, you have a nice house. No, we don't care. We want to go there with a good grade. That's what we want. We sacrifice the red cars, the big temples, the nice houses, so that we save all those blessings to go there with excellent grade. Yes or no? Yes. Hallelujah! Amen! Hallelujah! There you go. See, Vicky, my girl. So I ask you, which Pure Land Dharma do you want? Beverly Hills, he says. Pico Rivera. You know, it's funny because I notice, most monks who teach Pure Land Dharma doors, they always say, go to the Pure Land. Because that's all the followers can ever hope to do. You are better than that. I want to remind you that you deserve better than that. Thành các quý vị biết không? Đại đa số những người tăng ni mà dạy cái vị pháp môn tịnh độ, họ chỉ nói các con phải qua Tây Phương Cực Lạc. Thầy nhìn cái vị đó, đã theo thầy mấy năm rồi. I saw you coming here year after year. And now I've been waiting for an opportunity to say, Hallelujah! Nghe có hiểu không? Có tính đại sự chứ còn tính tiền lo tu mà toàn tiểu sự không, tu đó đâu gọi là pháp môn đại thừa đâu. If you cultivate and you settle with such a barrio or whatever, my God, it's not Mahayana Pure Land. Cái pháp môn đó và pháp môn tịnh độ đại thừa, đó tiểu thừa mới qua được mừng có nông. Yes, you do Hinayana Pure Land, you go to the ghetto. Questions? Don't say anything unpleasant. Yes, go ahead. Time is up. How do you get a high grade Pure Land? Câu hỏi là làm sao mà đắc được cái phẩm vị cao bây giờ? Time is up. Hết thì giờ. We continue tomorrow. How is that? Ngày mai tiếp tục. Yes?